Mời tất cả quý vị chúng ta trở lại nhé. Cho con hỏi nè, các vị mà mấy hôm nay cho mượn xác được mà không cho mượn xác ba hôm nay, hai hôm nay, các vị cảm thấy như thế nào? Các vị có bị họ vào xác các vị không? Thì không cho được cho phép không? Có ai có vấn đề đó không ạ? Các vị nếu không bấm dùm vân số 1 nè, các vị ra xác được á. Mấy hôm nay các vị không cho họ đụng tới xác quý vị. Và hỏi như thế nào? Quý vị có bị tác động không? Nếu không bấm dùm vân số 1. Có bấm dùm vân số 2. Quý vị có bị tác động không? Quý vị có làm chủ được mình không? Có bấm dùm vân số 1 nè. Quý vị mà ra xác được á. Còn quý vị không làm chủ được mình, bấm số 2 dùm vân. Có nghĩa là họ muốn ra, ra muốn vô, vô đó. Không làm chủ được á. Hoặc là họ đánh vào, tác động vào tâm trí của các vị. Cái này rất quan trọng nha, các vị nghiêm túc dùm vân nhé. Ok. Đa số là số 1 có nghĩa là quý vị có thể làm chủ được đúng không ạ? Chỉ có một bạn số 2 Đỗ Thị Hào bấm số 2 là không làm chủ được à? Với bạn Mai Nhã không làm chủ được. Bấm số 2 có nghĩa là không làm chủ được đúng không? Còn tất cả số 1, nhiều người ra xác được dữ vậy. Rất nhiều người bấm số 1. Số lượng quý vị ra xác đông dữ vậy hả? Ok. Làm chủ được sẽ bấm số 2. Quý vị không làm chủ được quý vị bấm số 2 dùm vâng. Quý vị làm chủ được quý vị bấm số 1. Ok, rồi. Ai mà bấm số 2 đó, cái vấn đề ở đây là quý vị không, quý vị hãy kiểm tra lại mình nha. Mình chưa tin Phật, mình chưa tin câu Phật hiệu, mình chưa tin Vân, không hiểu những gì Vân nói, cho nên quý vị mới bị họ tác động trong khi quý vị không cho họ vào, không làm các vị không làm chủ được chính mình. Có thể là lực quý vị, quý vị tu chưa có đủ, hoặc là quý vị chưa tin. Mấy hôm nay quý vị cũng nghe cái vấn đề của Ngọc đúng không ạ? Và Vân lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mỗi ngày sau thời công phu Vân nói chữ tâm rất là nhiều đúng không ạ? Vân nói tâm, trụ tâm, trụ tâm, trụ tâm, trụ tâm. Và khi quý vị trụ tâm rồi, không có một thế lực nào có thể tác động quý vị được hết. Quý vị có tin điều này không? Và với việc mình hỏi câu này nó hơi nhạy cảm một chút, nhưng mà có ai không biết cái tâm mình là gì không? Quý vị không biết tâm mình là gì, quý vị thật thà bấm số 3 dùm Vân nè. Nếu quý vị không biết cái tâm mình là gì, làm sao để trụ tâm, quý vị bấm số 3 dùm Vân. Tại quý vị mà không biết cái tâm mình là gì thì làm sao quý vị trụ được cái tâm, đúng không ạ? Quý vị bấm số 3 dùm Vân nếu quý vị không biết tâm là gì. Hơn quá, không ai bấm số 3 hết. Có nghĩa là quý vị biết tâm mình là gì. Mừng quá, hết hồn. Và Vân nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần quý vị, là chúng ta phải trụ cái tâm, phải nghe pháp nhiều vào. Quý vị tu tập thật là tinh tấn,
Nhưng quý vị không nghe pháp thì quý vị chuyện gì xảy ra? Chuyện gì đến quý vị không làm được, không giống như là quý vị đi học mà bài kiểm tra nó tới một cái quý vị mất hồn mất vía, quý vị không nhớ bài luôn. Vì mình không có nghe pháp, mình cứ niệm Phật không. Và khi mà có chuyện gì xảy ra nó không như ý muốn của mình, bắt đầu hồn vía lên mây, hồn phách tán. Thì quý vị đi về đâu? Có ai như vậy không ạ? À? Thành thật khai báo, bấm số 4 giùm Vân nếu quý vị có nè. À, có nghĩa là chuyện đến với ta mất hồn mất vía, không biết làm sao giải quyết nữa, tâm lo sợ, tâm tán loạn, tâm hoài nghi. Thì tất cả cái này nó là thổi năm châm để thu hút các thế lực đến với mình đó. Bởi vì có tin điều này không? Và Vân rất là lo cho các vị. Lo có nghĩa là quý vị nghe Vân mỗi ngày mà quý vị không hiểu lời của Vân nói và không hành theo được, và cái thử thách nó đến mà quý vị không trụ được cái tâm của mình thì chắc chắn là quý vị rớt bài kiểm tra này. Rớt đó. Quý vị hãy nhớ nè. Quý vị hãy xác định rất rõ mục đích chúng ta làm là cái gì. Chúng ta đang làm cái gì đây? Chuyện chúng ta là gì? Chuyện chúng ta là tu tập, học Phật, tu tập thật tinh tấn để cứu mình. Đúng không ạ? Cứu mình, cứu chúng sanh, đem Phật Pháp đến cho mọi người. Đây có phải là mục đích chánh của quý vị không? Đây có phải là chuyện của chúng ta không? Đúng không? Ok. Vậy thì những chuyện khác không phải là chuyện của chúng ta thì Vân khuyên quý vị đừng để tâm đến được không? Có ai đó mà tác động quý vị hữu hình cũng như vô hình mà không phải giống giống như chuyện của chúng ta thì chúng ta cần phải làm chuyện của chúng ta. Cần phải trụ cái tâm lại. Cần phải trụ cái tâm lại làm chuyện của chúng ta. Và hãy nhớ chúng ta làm chuyện của chúng ta. Mỗi ngày hoan hỷ làm chuyện của chúng ta. Còn chuyện của người khác, đó là chuyện của người khác. Không phải là chuyện của chúng ta. Chúng ta đừng có động tâm tới. Tại sao cần phải trụ tâm bây giờ? Bây giờ, vì quý vị phải sẵn sàng chuẩn bị nó, chứ không phải để nó tới rồi quý vị mới chuẩn bị. Quý vị hiểu Vân nói không ạ? À? Đừng để nó tới rồi mình hốt hoảng, tâm tán loạn, tâm hốt hoảng, lúc này quý vị còn chuẩn bị nổi không? Chuẩn bị kịp không? Không kịp. Không kịp quý vị. Cho nên hãy xác định tầm quan trọng của mình đang làm là gì. Mục đích chánh và tầm quan trọng của những gì mình đang làm. Và mình làm thật tốt những gì mình đang làm. Chuyện của mình làm, chuyện của họ, họ làm. Không cần để tâm tới chuyện của họ. Quý vị, quý vị hiểu chỗ này Vân nói không ạ? À? Và quý vị đã quy y Phật rồi, thì quý vị hãy tin tưởng tuyệt đối ở Phật. Không nghe bất cứ một ai khác hết. Không nghe bất cứ một thế lực nào khác hết. Nghe pháp của Phật, học Phật, hành Phật, thành Phật. Đó là mục đích chánh của ta. Hãy nhớ, học Phật, hành Phật và thành Phật. Đó là chuyện của ta. Còn chuyện của ai đó, mặc kệ họ, đó là chuyện của họ. Chúng ta sẽ hết lòng khuyên, nhưng nếu chúng ta chưa đủ lực và chúng ta khuyên không nổi thì thôi. It's okay, chúng ta hãy cứu ta trước đi. Quý vị ơi, quý vị cứu mình trước đi, rồi quý vị mới cứu người khác. Quý vị chưa biết bơi mà ra ngoài cứu hết người này người kia, quý vị coi chừng bị người ta nhận chìm luôn. Và hãy xác định rõ là ta là con của Phật. Ta là con của Phật, các ngươi đi chỗ khác chơi.
Ta là con của Phật, các người không thể phá ta đâu. Hãy mạnh mẽ nói lên những câu đó. Các người tới đây tu tập, ta hoan hỷ. Nếu các người tới đây tác động ta, phá ta, đi chỗ khác chơi. Ta là con của Phật. Và quý vị khẳng định cái đó giùm Vân được không ạ? Hãy mạnh mẽ lên được không ạ? Không sợ bất cứ cái thế lực nào hết. Quý vị sợ nó sẽ tới nhiều hơn. Nó sẽ chọc quý vị chút xíu. Nó mới đầu nó tới ít ít, nó khiều khiều quý vị thôi. Và để coi cái tâm của quý vị như thế nào. Và cái tâm quý vị không trụ, tâm quý vị tán loạn, tâm quý vị động, sợ, nghe theo, nó lập tức dẫn quý vị đi. Và nó sẽ kéo vô số chúng của nó tới. Và nó sẽ làm cho quý vị điên đảo, chết không được, sống không được với nó. Khủng khiếp vậy đó. Vì sao? Vì tâm chúng ta tán loạn, tâm chúng ta không trụ, và ta theo, nghe theo, tin tưởng theo những gì nó tác động, ta tin tưởng. Con tu giỏi lắm, ta là Phật Quan Âm nè, ta là Quan Âm đến với con nè, con tu giỏi lắm, ta là Quan Âm nè, ta có danh sách của con trên Cực Lạc rồi, và ta sẽ tới rước con, và bắt đầu rồi quý vị nghe theo, chết liền, chết liền. Mấy ngày nay quý vị nghe câu chuyện của Ngọc đúng không ạ? Bà Ngọc không thể trụ được và đã lái xe trên 10 tiếng xuống Vân. Xuống tới đây rồi mà không gặp Vân, không có tâm gặp Vân quý vị, không chịu gặp Vân. Mãi cho tới hồi tối hôm qua, mướn khách sạn ở ngoài, Vân dọn phòng để cho về đây ở, không ở, mướn khách sạn ở ngoài, và muốn đi về, không muốn gặp Vân. Và hồi tối nó giật cho một trận te tua, coi như là xém xíu chết luôn đó. Nó làm cho bị giống như là tê liệt hết, rút hết tất cả cái gân lại luôn. Khủng khiếp lắm quý vị. Và gần sáng gọi Vân, cứu em, cứu em, em qua chị liền ngay tức khắc mà. Và chuyện gì xảy ra quý vị? Qua bên Vân chuyện gì xảy ra? Đây là cái Vân rất là lo sợ nè quý vị. Lo sợ, đây là bài học cho tất cả chúng ta nè. Quý vị hãy nghe cho rõ nè, đây là bài học cho tất cả chúng ta nè. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Bạn này ôm một cái cuộc nguyễn vỡ dày đặc gì nè, dày lắm, và viết nốt rất là nhiều, viết nhiều lắm luôn. Và ôm vô và nói, chị Vân ơi, ma vương nó dạy em này nè. Chị Vân ơi, trời ơi, ma vương nó dạy em nhiều cái hay lắm, em đọc cho chị nghe nha, em chia sẻ cho chị. Trời ơi, Vân rùa rã rồi, rụng rời tay chân hết quý vị. Trời ơi, quý vị nghe Pháp Vân, bạn ấy nghe Pháp Vân từ tháng 10 năm rồi, tới bây giờ bạn ấy chưa bao giờ viết một câu nào hết. Bây giờ ma vương về dạy bạn ấy viết thao thao bất tuyệt, và bạn ấy viết vô thành cuốn vở luôn quý vị ơi. Hết hồn hết vía luôn chứ. Trời ơi, Vân rã rời người luôn quý vị. Con nói, trời ơi, sao đau lòng vậy trời. Học sinh giỏi của tôi đó, ngày nào cũng có mặt trên Zoom hết đó quý vị. Và ngồi xuống nói thao thao bất tuyệt. Vân nói, dừng lại, stop, dừng lại ngay đó. Mấy bạn ma vương này, Bồ Tát ma vương kêu gọi bà, Bồ Tát ma vương mới ghê chứ. Bồ Tát ma vương dạy em cái này cái kia cái nọ. Trời ơi, trời ơi, thiệt không vậy? Em có nhớ những gì chị nói không? Và bạn ấy hoàn toàn không nhớ những gì Vân nói, mà toàn là nhớ những lời ma vương nói không. Và bạn ấy cả kể thao thao bất tuyệt, không thở luôn, không ngừng luôn, và viết xuống rất là từng tự. Ma vương dạy em cái này nè, ma vương dạy em cái kia nè, ma vương dạy em cái nọ nè. Trời ơi, Vân tá quả tâm tinh luôn quý vị. Vân nói, Phật ơi cứu con với. Bây giờ tôi phải kêu Phật cứu tôi. Phật ơi cứu con. Nếu mà chúng sanh trong Zoom mà ai cũng như bạn này thì con phải làm sao?
Con phải làm sao đây? Bạn này không bỏ một ngày Zoom, kể cả bỏ việc làm để tu tập đó quý vị. Nhưng rồi thì sao? Khi bạn Ma Vương khiều khiều một chút rồi, hết hồn hết vía sợ. Bạn Ma Vương nói là 2 tháng nữa cô sẽ nằm liệt và sẽ có quả báo, 2 tháng nữa sẽ nằm liệt. Em sợ quá chị ơi, hết hồn hết vía luôn. Và nó nói là chồng em sẽ giết em chết. Trời ơi em sợ quá. Em không sợ chết mà em sợ như thế. Trời ơi, quý vị ơi. Và bạn Ma Vương thấy được cái cảnh sợ của bạn ấy thì nó sẽ dẫn, nó dẫn đi, nó dẫn bạn này một cách rất là không biết chuyện luôn. Coi như là nó bước vào nhà vân vân tưởng tượng là nó là con ma chứ không phải con Phật luôn. Cái mặt nó bơ phờ, 3 ngày nay không cho nó ăn uống gì hết quý vị. Không cho nó ăn một cái gì hết luôn. Và xơ xác bơ phờ vân, nói trời ơi, em ơi, thật luôn á. Chị nhìn em không ra là con Phật luôn, mà thật sự hình như bây giờ em không phải con Phật. Và em nghe lời nó răng rắc luôn. Và nó ngồi kể thao thao bất tuyệt. Chị biết không, nó dạy em á, là phải niệm Phật như thế nào. Em có hỏi nó là bây giờ tao niệm Phật như thế nào tao mới được vãng sanh đây. Và chúng nó dạy em niệm Phật như thế này nè. Mày đừng có niệm thầm, mày niệm lớn tiếng đi. Và niệm thầm không có hiệu lực đâu, phải niệm lớn tiếng mới có hiệu lực. Trời ơi quý vị ơi. Vân nói Vân không còn lời để nói, không còn lời luôn quý vị. Nó không còn nhớ một lời gì của Vân hết. Và bây giờ trong đầu nó chỉ nhớ lời Ma Vương không. Và cái gì Vân nói nó không nhớ một cái gì luôn. Đau lòng không? Thật là đau lòng. Và khi Vân gọi Ma Vương về, quý vị biết không, nó đánh vô người con Ngọc, đâm đâm đâm. Mày ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu lắm. Mày nghe lời chúng ta mày ngu lắm. Cô Vân thấy nó ngu chưa? Cô Vân thấy nó ngu chưa? Và tôi chửi nó ngu. Nó nói tao biết tôi ngu thì bây giờ quý vị dạy tôi đi. Dạy tôi đi, tôi ngu lắm. Bây giờ quý vị dạy tôi đi. Dạy tôi làm sao để về với Phật đi. Nó còn nói vậy nữa cô Vân. Trời ơi. Trời ơi. Vân không biết lời nói luôn quý vị. Và chúng Ma Vương nó về nó dạy bạn ấy, vì bạn ấy nói bạn ấy ngu lắm, ta ngu lắm, ta biết ta ngu, ta biết ta ngu, cho nên là các ngươi dạy ta đi, dạy ta làm sao để hết ngu đi, dạy ta làm sao để về với Phật đi. Và nó cười hả hả hả, nó nói trời ơi ta đã thắng rồi, cô Vân thấy chưa, thấy nó không có trí tuệ gì không, thấy nó nghe lời chúng tôi không, chúng tôi chỉ dụ nó ngọt chút xíu thôi là nó nghe răng rắc luôn. Vẫn đang lo cho các vị. Và bạn ấy tin là tại vì nó nói đã đời, nó nói xong rồi nó nói kiếm cô Vân hỏi đi, kiếm cô Vân hỏi đi, đi tìm cô Vân hỏi đi coi phải thật như vậy không. Và nó dẫn quý vị nó, chính vì nó bắt được cái điểm yếu của quý vị. Nó bắt được cái điểm yếu của quý vị. Quý vị nghe pháp, quý vị ngồi yên dùm Vân nha. Quý vị đừng có đứng lên ngồi xuống chạy lung tung, còn không thì quý vị ra ngoài nha. Nó bắt được cái điểm yếu của quý vị là điểm sợ, lo. Nó nói là em không sợ chết đâu, nhưng mà em sợ em nằm liệt một chỗ. Ủa sao? Nằm liệt một chỗ thì nằm niệm Phật. Niệm không bằng miệng được thì bằng tâm. Nó nói với em á, là em không thể niệm bằng tâm được đâu, em mà niệm bằng tâm nó không có lực đâu. Dạ xin lỗi quý vị. Quý vị tất cả do tâm tạo thôi. Tâm tạo, quý vị có tâm niệm Phật đi, quý vị niệm thầm không niệm ra tiếng quý vị cũng có công đức. Quý vị đã từng nghe cái video cô ba cháu gà mà đi địa ngục chưa? Cô ba cháu gà bị câm á quý vị. Cô ấy bị câm á, cô bé không có tụng kinh, không niệm Phật được đâu. Nhưng khi đi địa ngục lên rồi cô ấy niệm Phật bằng niệm Phật và tụng kinh Pháp Hoa bằng tâm không đó, bằng mắt và bằng tâm không có là bị câm mà có ra tiếng được đâu, và cứu vô số chúng sanh có hết công đức quý vị. Và bạn này nghe lời răng rắc luôn, trời ơi.
Quý vị biết không? Ma vương nó nói chung là tất cả các thế lực phá mình nó cực kỳ gian xảo, và Vân nhấn đi nhấn lại rất là nhiều lần cái này đúng không ạ? Nó đủ thủ đoạn hết để nó lôi quý vị ra khỏi đường tu. Nó lôi quý vị ra khỏi đường tu, quý vị tu, quý vị về với Phật làm sao? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp quý vị con cháu của nó tự nhiên đùng lên một cái quý vị đi về với Phật thì tại sao mà nó cam tâm được? Đúng không? Cho nên Vân nói đi nói lại, ma vương nhập là phải chịu nghiệp gì hả? Chịu nghiệp ngu. Giờ hỏi tôi một câu này tôi cũng biết nói đường trả lời nữa. Quý vị không có trí tuệ thì quý vị bị nó tác động thôi. Quý vị phải trịch tịnh cái tâm lại, và Vân đang hướng dẫn quý vị làm sao để quý vị bị trước khi bị quý vị hãy chuẩn bị, đừng cho bị đi, đừng cho đi, quý vị phải chuẩn bị cái tâm lý này đi, trụ cái tâm mình lại thì không có một cái thế lực nào có thể vào được hết. Quý vị hãy tin đi, vì bạn ấy không tin, vì bạn ấy không tin được câu Phật hiệu. Quý vị tin cái câu Phật hiệu đi, lực cực kỳ lực, nếu vì trụ cái tâm mà niệm Phật, lực ở trong câu niệm Phật cực kỳ mạnh. Quý vị hôm qua có nghe bên bạn Diệu Âm Bình hỏi ma vương, hỏi hỏi chúng tin chứ, chú Đại Bi với câu niệm Phật cái nào mạnh? Câu niệm Phật mạnh hơn đúng không? Và nếu quý vị trụ tâm chỉ cần một tiếng Phật thôi, quý vị cũng có thể cột được tụi nó nữa, đánh tụi nó nữa. Cái vấn đề ở cái tâm, không phải ở cái gì mà ở cái tâm. Quý vị trụ cái tâm mình lại là không có một cái thế lực nào có thể tác động. Và khi quý vị biết họ tác động thì quý vị mạnh mẽ lên, ta là con của Phật, ta là con của Phật, ta là con của Phật, các ngươi hãy đi chỗ khác chơi. Một, mạnh mẽ nói chuyện với nó. Hai, chúng ta đừng quan tâm tới chuyện gì chúng ta làm, chúng ta làm đi. Chuyện gì chúng ta cần làm, chúng ta làm. Chúng ta không cần để ý tới những chuyện của họ. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Chúng ta xác nhận chuyện của chúng ta làm thật tốt chuyện của chúng ta. Còn lỡ như mà bị liệt một chỗ, lỡ như mà quý vị không chống nổi, nhưng hãy nhớ tâm của chúng ta đã cảm với Phật rồi. Chúng ta một lòng hướng Phật, chúng ta một lòng niệm Phật, một lòng hướng Phật, một lòng cầu cứu Phật, Phật không bao giờ bỏ các con của Phật đâu. Hãy tin đi. Cho dù có nằm một chỗ cũng niệm Phật bằng tâm về với Phật, con về với Phật, nguyện một đời này về nhà với Phật, con không đi với ai nữa hết. Con đã quy y Phật rồi, con là con của Phật. Không quy y tất cả quỷ thần ma vương ngoài kia, quy y với Phật rồi là con Phật. Hãy sống xứng đáng là con Phật đi. Đừng có nghe bất cứ cái thế lực nào ngoài kia dụ dỗ, cám dỗ. Quý vị ơi, hữu hình cũng như vô hình, quý vị hãy dùng trí tuệ của mình đi. Hãy dùng trí tuệ mà phán xét như thế nào, như thế nào. Quý vị muốn mình có trí tuệ, quý vị cần phải nghe pháp nhiều vào, tu tập và đồng đồng với đi nghe pháp nữa, chứ không phải là niệm Phật cả ngày. Nghe pháp niệm Phật hai cái nó phải song song với nhau, học phải đi đôi với hành, mình học mình hành. Không có phải là niệm Phật tụng kinh gõ mõ cả ngày gọi là tu, đó chỉ là một phần của tu, và tu là sửa. Nếu chúng ta không biết được thiện làm sao chúng ta sửa, và những cái thiện Phật dạy trong kinh trong pháp chúng ta nghe hiểu thì chúng ta mới sửa được đúng không ạ? À? Và chúng ta phải an lạc thì chúng ta mới về cực lạc được chứ. Quý vị có biết không? Không thể nào đếm, không biết là bao nhiêu con số ma vương bên bạn Ngọc. Và cuối cùng Vân đưa được chúng nó đi rồi thì chuyện gì xảy ra? Vô số chúng tinh bên bạn ấy. 500 ngàn tỷ chúng tinh. Và Văn lôi nó ra
Ta biết nó nói sao? Nước sông không đụng nước giếng, ta đâu có phá người đâu, sao người bắt ta? Xong rồi họ nói ta Vân hỏi là các ngươi tới đây để làm gì? Ta thấy ở đây vui, ta thấy ở đây có bạc ti có bạc ti vui quá. Có nghĩa là cái tâm của bạn này nó chạy lông bông, nó bị tán loạn hết, là cái niềm vui của chúng tinh đó quý vị. Tâm bạn ấy thu hút những bạn tinh này tới, và bạn ấy tới, các bạn tinh này tới để xem, giống như coi show vậy đó. Coi biểu diễn. Coi biểu diễn. Và chúng nó nói là chúng tôi chưa làm gì hết nha cô Vân, chúng tôi chưa có làm gì hết, chỉ có chúng Ma Vương nó làm thôi, chúng tôi chưa có làm gì hết, chúng tôi mới có xem thôi. Và hay lắm, hay lắm, và chúng tôi rất là thích, chúng tôi vui lắm khi mà thấy được cảnh này, chúng tôi vui lắm. Trời ơi quý vị, khủng khiếp chưa? Và Vân hỏi số lượng bao nhiêu? Đâu có nhiêu đâu, 500 ngàn tỷ thôi. Và chúng tôi chưa làm gì hết cô Vân nha. Và tôi nói cho cô biết, nước sông không đụng nước giếng nha, tôi không có làm gì cô, và tôi chưa làm gì nó. Cô không có được bắt tôi. Không được bắt tôi. Và cuối cùng thì các bạn ấy cũng cũng đi. Vân không có đánh nha. Vân chỉ hỏi là lý do tại sao đến. Và cũng như hôm qua, cái ca hôm qua Vân, nó nói là ở đây vui lắm, và cô bé này rất là vui. Chúng tôi ghẹo được, chọc được, phá được cô này rất là vui, rất là vui. Vì cái tâm đó quý vị, tâm tán loạn thu hút các thế lực đó, cái tâm đó chúng tôi rất là vui. Xong rồi Vân nói là nếu mà tôi có cái chỗ mà vui hơn bây giờ nữa, các vị muốn đi không? Thì Vân cho họ thấy cảnh vui hơn bây giờ thì họ đi. Chứ Vân không có đánh, không có cột. Bị dùng trí tuệ. Cho nên là tất cả chúng đã đi. Và để mà nói, Vân đang lo, lo cho đạo tràng chúng ta sẽ có những cái chuyện này xảy ra. Cho nên Vân nhắc đi nhắc lại với vị mỗi ngày là hãy trụ tâm, trụ tâm, trụ tâm, cho dù chuyện gì xảy ra, chúng ta biết rất rõ chúng ta đang làm cái gì, đang là cái gì, mục đích chánh của chúng ta là gì, và chúng ta hãy đánh bằng võ miệng, bằng tâm, bằng nếu lực tu chưa đủ thì chúng ta dùng cái đó. Và hôm qua bên bên Diệu Âm Bình đã nói những cái cắt những cái video ngắn, và bạn ấy cũng đã thành công trong cái vấn đề đó. Thì quý vị cũng có thể cắt những video ngắn, bạn ấy cũng có gửi cho Vân, nếu ai cần thì có thể liên lạc với Vân, nhắn cho Vân. Và bạn ấy cắt những cái video ngắn đó, và bạn ấy chỉ có bắt lên thôi là họ sợ, họ nghĩ là Vân đang nói chuyện. Gặp một cách rất là trí tuệ. Họ nghĩ là Vân đang nói chuyện và đang đang đánh họ, đang 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 đại khái là xử đó. Cho nên là cái đó cũng là một phần có kết quả quý vị. Chứ mà quý vị ai cũng cầu cứu như thế này hết là chắc chắn là Vân sẽ gục trước bình minh. Không đủ sức, không đủ sức để phục vụ chúng sanh nhiều như thế. Vân thích cười cái câu là nó về nó chửi cô Vân biết không, nó ngu lắm, nó ngu lắm, nó đi kêu Ma Vương dạy nó về với Phật. Cô Vân biết không, chúng tôi còn chưa về được mà sao mà biết Phật là ai, là làm cái gì mà kêu được dạy về với Phật. Nó ngu lắm, nó ngu lắm, tôi chửi nó ngu, nó còn nói là tôi biết tôi ngu, giờ các vị dạy tôi về với Phật đi. Tôi biết tôi ngu lắm, chấp nhận mình ngu nữa, dạy tôi về với Phật đi, các vị dạy tôi về với Phật đi. Hãy dùng trí tuệ quý vị nha, hãy dùng trí tuệ. Không có ai, ngày hậu pháp về bó tay. Ngày hậu pháp coi như là bó tay. Và Vân hỏi ngài có lời khuyên gì cho em ấy không?
ta không có lời khuyên gì ngoài một câu duy nhất thôi, là tất cả ai nói cũng đừng tin, chỉ tin lời cô Vân nói thôi, và nghe những lời nhắc nhở pháp của cô Vân, và nghe những gì cô Vân nói thôi, còn những thế lực khác xin đừng tin, đừng tin, đừng tin, và hãy trụ cái tâm lại. Ngài nói nhiêu đó thôi, bó tay luôn. Coi như bởi vì Vân mới nhắc nhở quý vị là chúng ta muốn cứu mình thì chúng ta là người tự cứu mình, chứ không ai có thể cứu mình được hết. Vân nói thí dụ bây giờ bạn ấy đã được Vân làm sạch hết rồi, bây giờ bạn ấy ra ngoài cái tâm bạn ấy không trụ được thì chắc chắn nó sẽ là niềm vui của các thế lực nữa, vì nó đó nó khiều khiều, nó giỡn giỡn. Mới đầu nó nói à, tôi thấy cô này vui vui cho nên tôi tới, tôi chỉ ghẹo một chút thôi mà, mới ghẹo một chút thôi. Nhưng khi người ta ghẹo thì quý vị sợ. Quý vị lo, em không sợ chết mà em sợ nằm một chỗ. Ủa sao vậy? Nằm một chỗ thì khỏi tạo nghiệp nữa thôi. Nằm một chỗ thì tôi không cần tạo nghiệp mà tôi đang tạo phước, có nghĩa là tôi nằm chỗ tôi niệm Phật tôi tạo phước hồi hướng cho chúng sanh được không ạ? Mắc mớ gì, mắc mớ gì phải sợ? Trời ơi, nghe nó hù, 2 tháng nữa sẽ nằm liệt giường đó, 2 tháng nữa sẽ không niệm Phật được đâu, sẽ không tu tập được đâu. Ủa không tu tập được thì tôi nằm một chỗ tôi niệm Phật, tôi chỉ cần niệm Phật thôi mà, tâm trí tôi còn tỉnh táo, tâm miệng tôi không niệm được thì tâm tôi niệm, tôi nghe pháp tôi niệm Phật, tôi đâu còn tạo nghiệp nữa đâu, tôi nằm một chỗ tôi tạo phước mà, tôi đem công đức tôi niệm Phật cả ngày tôi hồi hướng cho chúng sanh, có phải tôi đang tạo phước không? Cho nên chuyện gì tới nó tới, mình cần phải làm tốt bây giờ, làm thật tốt hiện tại. Quý vị có tin là chúng ta có thể chuyển nghiệp không? Vậy thì nếu như ai đó nói là 2 tháng nữa gặp nạn, 3 tháng nữa gặp nạn, và cảm ơn quý vị, nhờ quý vị nhắc nhở mà tôi sẽ tu tinh tấn hơn nữa, tôi sẽ tu giỏi gấp đôi, gấp ba, gấp 10 lần bây giờ nữa, cảm ơn quý vị nha. Và chuyện mình làm, mình cứ làm. Cho dù chuyện gì xảy ra với cái thân này, nhưng cái tâm này vẫn không hề gì. Và quý vị hãy chuẩn bị hành trang bây giờ, đừng để quá muộn, đừng để chuyện tới chúng ta mới làm. Bây giờ chúng ta làm đi, chúng ta lấy cục đá to đùng đè lên cỏ chúng ta đi, đừng cho cỏ mọc nữa. Niệm Phật đi để đè cái nghiệp chướng lại, đừng cho nó phát sanh, đừng cho nó bung ra, đừng cho nó trổ quả bây giờ. Và quý vị có thể làm được. Trong khi nghiệp lực chưa đến, chúng ta có thể chuyển nghiệp. Chúng ta có thể chuyển nghiệp. Quý vị hãy nhớ cái này. Bây giờ chúng ta còn khỏe, chúng ta hãy tu thật tinh tấn, thật tinh tấn đi. Tất cả các thế lực không tác động được vào oán gia trái chủ của chúng ta cũng tha cho chúng ta luôn. Thấy câu chuyện của chị Hằng Yến không quý vị? Quý vị thấy không? Chị này mới tu 1 tháng thôi mà đã bao nhiêu chúng sanh đã tha cho chị rồi, oán gia trái chủ tha rồi. Chuyển nghiệp đó, rõ ràng chuyển nghiệp. Nếu chị ta không tu thì chuyện gì xảy ra với chị ta? Sẽ có ngày đổ nghiệp, chắc chắn thôi. Vì chúng ta nợ chúng sanh mà, phước báo giảm đi rồi biết, nó kéo lại với nhau đi rồi biết, đổ nghiệp. Và lúc mà chúng ta đổ nghiệp, không có ai có thể cứu chúng ta nổi đâu, không ai đâu. Vì nghiệp chúng ta làm, nhân chúng ta gieo, bây giờ quả chúng ta nhận lấy, không ai có thể cứu đâu. Lúc đó cái kêu Phật cầu cứu Phật coi chừng trễ rồi, quá muộn rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta còn khỏe nè, chúng ta đâu có muốn chúng ta nằm liệt một chỗ đâu, đúng không? Và quý vị hãy tin đi, nếu quý vị thật sự tu tập, tinh tấn tu tập, tu bằng cái tâm, tâm sám hối, tâm chân thành, tâm tha thiết, tâm cầu cứu Phật, tâm vì chúng sanh, thì quý vị
sẽ được Phật cứu và tất cả các nghiệp lực xấu của các vị sẽ được chuyển thành nghiệp lực tốt. Sẽ được chuyển. Vì sao? Vì tâm quý vị không còn là ta nữa. Không phải là ta nữa, mà ta đang tu cho tất cả chúng sanh ngoài kia, cho oán gia trái chủ, cho người thân của mình, cho chúng sanh ngoài kia. Không còn là ta nữa. Nhưng tất cả cái đó, tất cả cái chúng ta làm đó, nó sẽ ngược lại, trở ngược lại ta thành quả tốt của ta. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái nhân chúng ta gieo ở ngoài, nhưng cái quả chúng ta sẽ gặt là quả vãng sanh nè, và quả an lạc thật hiện tại bây giờ nè, quả an lạc. Và khi chúng ta vứt bỏ xác thân này, quả vãng sanh về với Phật. Hãy tin đi. Quý vị tin thì quý vị mới làm được. Còn bây giờ quý vị nghi ngờ, trời ơi không biết, không biết là cô Vân nói có thật không nữa. Trời ơi tôi nghiệp lực nặng nề như vậy, làm sao mà vãng sanh nổi. Trời ơi niệm Phật có 4 chữ thôi mà vãng sanh hả? Không biết thật không nữa hay gạt tôi đây. Nghi ngờ. Và khi tâm quý vị nghi ngờ như thế này thì quý vị sẽ được các bạn khác tới và mời gọi các vị mời gọi các vị một cách rất là rất là cái gì đó không biết nữa, nhưng mà quý vị sẽ nghe người ta và quý vị sẽ hỏng việc của mình hết. Và cái pháp môn tịnh độ rất là khó tin, khó tin chứ không phải dễ tin đâu. Và chúng sanh ngoài kia không tin đó là chuyện bình thường quý vị. Họ không tin đó là chuyện bình thường. Và chúng ta đã tin rồi, chúng ta đã tin rồi thì xin hãy hành cho nó đúng, hành cho nó có kết quả đi. Còn chúng sanh ngoài kia, mình nói niệm có một câu Phật hiệu thôi và trụ cái tâm và niệm niệm Phật thôi được về với Phật, tin không? Khó lắm, rất là khó quý vị ơi. Không dễ đâu. Trời ơi tào lao không à. Ta tụng biết bao nhiêu kinh rồi, ta ăn chay mấy chục năm nay, ta đi biết bao nhiêu chùa, biết bao nhiêu đại đức hòa thượng giúp đầu tôi rồi, mà tôi còn chưa an lạc đây, ở mà kêu trụ tâm và một câu Phật hiệu mà được an lạc, mà được vãng sanh, tào lao. Có không? Có đó. Nó chửi mình luôn á. Có sao không? Vì căn cơ của họ không thể nghe được cái pháp môn tịnh độ quý vị. Cho nên là it's okay, mình cứu mình trước đi. Mình chưa đủ lực để mình khuyên họ. Có thể là mình đủ lực rồi nhưng họ không có đủ duyên. Không có đủ duyên. Và mình khuyên họ mà cảm thấy họ không có đủ duyên rồi thì thôi đừng có cố gắng ép này năn nỉ. Trời ơi, ép riết rồi sanh ra tác dụng phụ luôn. Đã làm ngược lại mình sanh phiền não luôn. Vì người ta không nghe. Mình sanh phiền não luôn. Cho nên lời tha thiết chân thật của Vân, tận đáy lòng của Vân luôn đó quý vị. Vân rất là muốn quý vị tu thành tựu trong đời này. Cho nên xin hãy trụ cái tâm và tin tưởng câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Và nếu như có cái gì mà đến với quý vị, chỉ cần câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trụ vào đó đi, quý vị sẽ cứu được mình. Và xin quý vị tha thiết mong quý vị hiểu những gì Vân nói và hành những gì Vân nói, tha thiết luôn á. Và nếu quý vị có bài kiểm tra thì cũng hãy nhớ lời Vân nói, vì quý vị sẽ có bài kiểm tra đó. Và những bài kiểm tra nó không hề dễ chút nào, không có dễ đâu quý vị. Và nếu quý vị học mỗi ngày như thế này mà quý vị không có trụ được thì chắc chắn bài kiểm tra tới quý vị sẽ rớt đụi đụi luôn, rớt ạch ạch luôn, rớt một cách là thấy chưa quý vị. Trời ơi, nguyên ngày nay Vân hết hồn hết vía cái chuyện của em Ngọc. Vân nói trời ơi, có bao nhiêu chúng sanh ở trong đạo tràng online chúng ta như thế này đây. Và Vân hy vọng là đây là ca duy nhất Vân thấy. Ca duy nhất Vân thấy.
Đó là lý do mà Vân nhắc nhở quý vị mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Vân hết đánh đít rồi tới, đánh mặt rồi tới, đánh vai rồi tới, đánh đùm lum trên người quý vị hết. Để cho quý vị tỉnh. Cho quý vị tỉnh, tỉnh lại đi. Mình là người con Phật, hãy tỉnh lại đi. Bữa nay Vân nói, đây là lần đầu tiên Vân làm cái ca trực tiếp gặp mặt. Vân nói, bây giờ Vân có dùi chuông rồi, Vân sẽ đánh cho đã tay. Nó nói đừng đánh con của Vân, đừng đánh con, đừng đánh con. Mấy lần kia mình làm qua mạng không là mình đánh không có đã. Bây giờ tôi có dùi chuông rồi. Có dùi chuông rồi. Tôi đánh cho nó đã. Đánh thẳng vào người luôn cho nó đã. Đừng đánh con Vân, đừng đánh, đừng đánh. Vân đâu có muốn đánh họ đâu quý vị. Đâu có muốn đâu. Ba bốn lần, năm lần cho cơ hội. Vẫn như như bất động. Mình nói là tâm mình như như bất động, nó cũng là có cái tâm như như bất động. Tâm lì, tâm tâm phá, tâm quậy, tâm tâm như như bất động của nó làm cho mình phải ra tay. Chứ mà nó, mình nói hết lời luôn mà nó cũng không chịu nghe. Cho nên Vân hy vọng là chúng ta, Vân biết là có một số người căn cơ còn nghiệp lực còn nặng quá, cho nên là khó mà chưa có phát triển trí tuệ được. Cho nên quý vị hãy cố gắng trụ cái tâm và tu tập nghe pháp nhiều, để chúng ta có thể phát triển trí tuệ từ 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 từ. Và hãy mạnh mẽ. Hôm qua Vân nói cái bài pháp mạnh mẽ rồi đúng không? Quý vị hãy nghe giùm Vân lại những cái bài pháp mà Vân nói về chữ tâm đó. Nói về chữ tâm, tâm vững mạnh, tâm thanh tịnh, trụ tâm như thế nào. Hôm nay thì nói chung là Vân nhắc đi nhắc lại rất là nhiều bài pháp về cái chữ tâm đúng không ạ? Hôm nay thì Vân muốn quý vị thật sự trụ cái tâm mình lại. Trụ tâm, trụ tâm, trụ tâm. Bất cứ chuyện gì đến với chúng ta, tâm chúng ta là một, một tâm, một lòng và một mục đích. Tâm đồng tâm chư Phật, tâm của Phật. Tâm Phật là vì chúng sanh, tâm Phật không vì mình nữa. Tin tưởng tuyệt đối ở Phật, trụ cái tâm lại. Một lòng hướng thiện, một lòng phát nguyện muốn cứu độ chúng sanh. Một mục đích là vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và đem rất nhiều chúng sanh về với chúng ta. Một tâm, một lòng, một mục đích. Và cái gì đó nó sai sai, hãy nhớ những gì chúng ta đang làm. Trụ lại và biết rất rõ mục đích của ta và ta đang làm cái gì. Ai đang hiểu và hiểu chính xác rõ ý của Vân hôm nay, quý vị có thể cho Vân số 4 không nào? Quý vị trong Facebook Live và trong Zoom có thể cho Vân số 4 và hứa hành theo dùm Vân nhé. Và ai mà chưa hiểu, bấm dùm Vân số 5 nào, coi có bao nhiêu người chưa hiểu và không hành được, bấm vào vân số 5 nè. Rất là nhiều người bấm số 4. Có nghĩa là chuyện gì đến, quý vị có thể tự làm được đúng không? Vân hướng dẫn cách cho quý vị và quý vị phải tự xử được đúng không? Okay. Cảm ơn cả nhà. Rất là nhiều người bấm số 4 là hiểu và hành theo đúng không ạ? Nếu quý vị hành theo những gì Vân nói hôm nay là Vân tin chắc là quý vị sẽ không có vấn đề. Sẽ không có vấn đề. Hãy nhớ là họ đến với chúng ta không cần để tâm tới. Họ cũng chán để đi thôi. Đúng không? Giống như Vân đã từng thí dụ đó. Giống như có một anh chàng nào mà đeo đuổi một cô gái và cô gái đó không quan tâm tới, không để tâm tới, và ngày này qua tháng nọ, qua năm kia thì anh chàng này có bất mãn không? Có mệt mỏi và bỏ đi không?
cô bé cô gái này đâu có thích, đâu có thương, đâu có gì đâu, cho nên đâu có để tâm đâu, không để tâm tới anh chàng này làm bao nhiêu chuyện cho cô này, nhưng cô này đâu để tâm đâu, thì không để tâm thì sao? Thôi mệt quá, đi lấy vợ cho rồi khỏi theo nó nữa, theo nó bao lâu rồi đâu có kết quả gì đâu, đúng không? Họ sẽ rời khỏi mình nếu mình không để tâm tới. Và nếu như chúng ta lâu lâu liếc vân cái, à cũng đẹp trai ha, cũng ok ha, cũng cũng thấy được được ha, chết liền. Chết liền, nó tấn công, nó đạp ga tấn công tới liền. Bởi vì nó không để tâm rồi thì đừng để tâm đi. Bởi vì nó không thích rồi, không yêu rồi, ta không yêu rồi, ta không thích rồi thì đừng có để tâm. Đừng có để tâm cho người ta nản lòng, người ta đi lấy vợ đi, người ta bỏ mình đi, buông mình đi, tha cho mình đi. Còn bây giờ quý vị nói là không để tâm mà lâu lâu còn liếc qua cái, liếc lại cái nữa. Chào ơi, quý vị biết không, một cái anh chàng nào mà đeo theo cô gái đó là tìm đủ cách hết để thuyết phục cô gái chứ, đúng không? Nó sẽ tìm đủ cách hết quý vị ơi, nó sẽ tìm đủ cách để chiếm lĩnh cô gái đó hết. Nhưng nếu như cô này thật sự không thương rồi thì nhất định sẽ không để tâm tới. Và nếu như không để tâm rồi thì một ngày đẹp trời nó cũng bỏ ra đi thôi. Đâu có ai mà cả đời đi theo cô gái mà không yêu mình đâu, đúng không? Cho nên cũng vậy, nếu quý vị không để tâm thì thế lực nào cũng vậy, nó cũng đi, nó cũng bỏ nó đi. Vì cái tâm mình không không phải là con cháu nhà nó, không phải thương yêu gì nó, mà làm sao mà đâu cùng tần số, đâu sao ở chung được, đúng không? Trời ơi, nó không trùng tần số của mình, tần số của mình nó khác lắm luôn. Quý vị cứ nghĩ đi, có phải là phải cùng tần số mới mới à, phải nào nói sao, cái nồi nào mới úp vung đó được, đúng không? Nó phải vừa vặn, nó phải cùng tần số thì mình mới úp với nhau được, mình mới 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 hợp với nhau được. Còn bây giờ không cùng tần số. Và hãy nhớ, mình hãy giữ vững tần số của mình các vị nhé. Hãy giữ vững tần số của mình. Quý vị muốn xem clip của Ngọc hả? Ok, Linh có thể lấy xuống và để trong nhóm thỉnh mời và siêu độ Dung Linh nhé. Khủng khiếp như thế nào nha. Ai có trong nhóm thỉnh mời và siêu độ Dung Linh, quý vị có thể coi cái video đó. À, bữa nay vẫn làm cho cái ca đó nhưng mà vẫn không có, vẫn để trong nhóm thiện nguyện thôi. Linh có thể lấy xuống bỏ vô. Cho nên là vâng, lặp lại là tần số của chúng ta biết, và ai đi theo tần số của ta, ta hoan hỷ, chứ ta không theo tần số người khác. Nhớ nha, ta không theo tần số của bất cứ ai hết, ai theo tần số của ta hoan hỷ, ta cho quý vị theo, ta hoan hỷ, nhưng ta sẽ không theo tần số của ai hết. Hãy biết rất rõ mình đang là ai, đang làm gì, mục đích chánh của mình là gì, và hãy làm những gì chúng ta cần làm. A Di Đà Phật. Đó là lời nhắc nhở của Vân hôm nay. Ok, rồi chúng ta cũng quá giờ rồi, chúng ta hồi hướng quý vị nhé. Mời tất cả quý vị chúng ta hồi hướng nha. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật Tát đại chứng minh. A Di Đà Phật. Ok, rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chủ nhật quý vị nhé. Thứ bảy, chủ nhật, thứ bảy của Vân mà là chủ nhật của Việt Nam. Chào tạm biệt các bạn.